Mẫu đèn này có tên gọi là đèn led pha màu, phong cách gia đình sang trọng. Mình sẽ quay xa ra để mọi người thấy hết được cái màu sắc và hiệu ứng của đèn. Thì đèn này nó có chế độ chạy ô tô tự động và chạy cảm ứng theo nhạc. Nó sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mẫu đèn này cần sử dụng rất là nhiều để trang trí cho những sảnh nhà hàng, khách sạn, những nhà hàng tiệc cưới năm sao sang trọng. Màu sắc của đèn rất là đẹp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Vol L1R08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.